Rồi ok, hello các em, chúng mình đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì là ngày 2 Tết. Thì không biết là năm nay có anh em nào có được mừng tuổi hay không. Mình đoán là chắc là sẽ có nhiều bạn khi mà xem video này thì năm nay vẫn sẽ được mừng tuổi đấy. Thì không biết thu nhập của anh em ra sao. Còn mình thì năm nay thì quá tuổi rồi, thế là không được người ta mừng tuổi đấy anh em ạ. Thì trong cái thời gian nghỉ Tết ấy, mình đã ngồi và nghiên cứu mấy cái trò mà mình chưa bao giờ chơi thử. Đó chính là những cái trò như kiểu là đột kích này. Đột kích thì mình có chơi rồi nhưng mình không chơi nhiều nên mình đã quyết định là chơi lại à. Và sau đó là hai trò mà gần như là mình không bao giờ động vào. Đó chính là Liên Quân và cái thứ hai là Liên Minh Huyền Thoại. Đó thì mình đang tập chơi hai trò đấy nhưng mà mình vẫn kiểu là mình thích Liên Quân hơn. Thế là mình đang tập chơi Liên Quân nhiều đấy các bạn. Để năm mới biết đâu đó thì sang năm mình sẽ có thể là làm được thêm nội dung về cả Liên Quân Mobile nữa không? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em là mình học chơi ở đâu. Thực ra là mình trong cái dịp Tết mình đã tìm nhiều rồi. Nhưng mà mình có tìm được một cái channel. Thì cái channel này là có tên là Mèo Channel à. Cũng là một cái kênh làm về Liên Quân, nó chỉ là highlight thôi. Nhưng mà kiểu mình cảm giác xem nó khá là vui. Cái đầu tiên ấy, học cái gì cũng phải là vui mà chưa. Có nhiều kênh lớn á, nhưng mà mình cảm thấy là những cái kênh bé bé mình học được nhiều thứ hơn. Đăng rất là nhiều highlight, mặc dù là lượt xem không cao đâu nhưng mà những cái highlight bên trong đấy thì xem rất là hay, rất là hài. Thì do ấy là mình tìm được cái channel này, mình cảm thấy nó rất là hay nhưng mà lại không được nhiều người biết, nên mình quyết định là giới thiệu cho mọi người. Cũng giống như là cái chuyên mục mà mình tìm được mấy cái channel bữa bữa trên YouTube ấy và sau đó mình giới thiệu cho mọi người. Cái này cũng như vậy thôi mà chỉ là nó làm về Liên Quân. Ok, thì tên là Mèo Channel, anh em có thể vào đây mà xem những cái highlight rất là vui. Hoặc là nếu như muốn học thêm về những cái kỹ năng xử lý ở trong Liên Quân Mobile ấy, thì có thể vào cái channel này. Mình rất hay xem đây luôn. Được rồi, và ok, đầu năm mới này thì mình sẽ quyết định là mình sẽ đi mua ác. Tại vì mình nghĩ là mình cày từ đầu thì nó hơi lâu ấy, nên mình quyết định là mình sẽ đi mua một cái ác Liên Quân để chơi. Rồi ok, mình bây giờ sẽ cùng với anh em đi mua ác Liên Quân. Và lần này mình sẽ mua ở cái shop là có tên là shoplv.net. Ok không? Thì cái shop này đây này có nhiều rồi, bãi lìn. Người mua nhiều tiền nhất đã mua đến 650.000 ở trong cái tháng này thôi đấy. Mà cái tháng 2 này mới được có 6 ngày. Hiện tại thì tài khoản của mình có khoảng là 200.000. Mình vừa nạp vào để mình mua ác và quyết định mua là mua hẳn ác xịn luôn, không mua ác kiểu lom dom. Thế nên mình đã nạp 2 lít rồi. Không biết là anh em có nhìn được cái tiền của mình không? Đây đây, mình sẽ chỉnh cái này khúc. Mình chỉ sợ là cái cam của mình che mất. Nhưng mà hiện tại mình đang có 200.000 à. Thì bên dưới này chúng ta sẽ có vài phần này. Cái này thì là vòng quay may mắn đúng không? Random hên xui. Thật đấy là cái trò random này nó rất là khiến mình kiểu như là muốn tham gia. Tại vì Tết mà đúng không? Ai chẳng muốn thử vận may của mình, biết đâu năm nay lại may mắn thì sao. Rồi để thử xem cái này như nào nào. Random 4 để xem cái này nhá. Thử vận may chắc chắn là sẽ ra tài khoản Garena trắng không sở hữu. À, thông tin sở hữu từ 30 tướng trở lên, skin ngẫu nhiên. Hờ, 250 kìa các bạn, nếu đủ tiền rồi. Đây, cái random 4 thì không đủ tiền. Thử random 3 xem nào. Thử may, bạn phải chấp nhận hên xui. 100% mở ra ác từ 20 tướng trở lên và skin ngẫu nhiên. 100% ác trắng thông tin. 100% ác đúng tài khoản mật khẩu. 20% nhận được ác khủng có từ 50 đến. Ngon đấy chứ nhỉ? Con như kiểu anh em để ý không, nếu như mà so sánh với cái bên mà random 250k với cả random bên này là bao nhiêu, 100k thì bên này ngon hơn anh em ạ. Bên này ngon hơn là cái chắc luôn, tại vì nó có nhiều phần trăm chuẩn hơn đấy. Còn cái phần trăm mà 20% nhận được ác ngon ấy thì mình cũng không mong muốn lắm. Ok đây rồi, chắc là mình sẽ thử mua ngay nhá. 200.000 cơ mà, mình thử đi bạn. Tài khoản đây, bạn có chắc chắn mua tài khoản với giá 100.000, nếu có mã giới thiệu thì sẽ giảm còn 90.000. Mua đi. Rồi ok, tình hình là mình đã có tên tài khoản siêu cấp rồi. Nhưng mà mình sẽ phải che thông tin lại, chứ không thì anh em lại ấy mất. Rồi ok, mình đã nhận được app rồi, thế nên bây giờ mình phải vào test các bạn. Vào test xem như nào, xem cái tài khoản có ngon hay không. Ok, bây giờ mình sẽ đăng nhập vào, sau đó thì mình sẽ show hàng em nó cho anh em cùng xem. Rồi ok, xong rồi anh em ạ. Thì đây, dạo này Tết nhất đến nơi rồi, nên là à đây lại có em vật lý xì các kiểu đấy, có đại biểu. Nhưng mà nói chung là chơi mấy cái đấy mình không may mắn lắm. Nè, để xem thông tin
tướng, đây là level 30 này. Thôi mình cái này không quan trọng đâu. Để xem nhé, chúng ta sẽ xem tướng. Đầu tiên là xem tướng, quẩy tướng. Ôi trời ơi. Phê anh em ạ, phê. Phê quá. Tắt được một cái này đi không nhỉ? À thôi kệ nó để đi. Mình đang phải dùng cái phần mềm giả lập là nóc layer ấy để mình quay cho nó dễ. Chứ mình không quay trên điện thoại nên là nó có mấy cái con số, mấy cái chữ game được gì nhỉ? Đây, tướng đây các bạn. Rat này, Natalia này, Tulin này, Greenat này. Ủa, Byhand này. B. Violet này, Butterfly này, Realman này, Greasy này. Cả điêu thuyền này các bạn. Càng điêu thuyền này, có Lữ Bố này, Triệu Vân này, Arthur này. Arthur có phải là ở trong cái tên hài giống vua biển đúng không? Ngộ Không. Mình bắt đầu thích đánh dần, dạo này đang tập đánh Ngộ Không hợp lý. Rồi có vẻ đến đây là hết rồi đấy anh em ạ. Có vẻ đến đây là hết rồi. Rồi còn mấy con tối đây chắc không dùng được đúng không? Nói chung là mình cũng mới tập chơi nên là mấy cái ác này mình chỉ thấy có nhiều tướng mình thích rồi. Mình cũng không hiểu lắm cái trang bị hay ngọc nghiếc cũng bổ trợ cái gì đâu. Thật thế luôn, cứ thấy nhiều tướng mình thích. Tại vì có nhiều tướng mình chơi được nhiều con ấy. Level nha cũng ok rồi đúng không? Đấy thì rất may ta đã quay được một cái ác chỉ 100.000 thôi, nhưng mà mình cũng không giỏi đánh giá lắm, nhưng mà mình cảm thấy là cái nhiều tướng thôi là mình thích rồi. Nếu như cũng muốn may mắn như mình thì có thể vào cái shop Liên Quân Movie để mua. Hiện tại mình còn 100.000. Còn 100.000 thì mình sẽ thử là random liên minh 20.000 đồng, sẽ quay được 5 lần, sẽ có thêm 5 cái ác nữa để test. Ok. Do mình đang tập chơi mà nên là mình cứ cần cái ác, cần nhiều tướng thôi. Được rồi, thì đây là một địa chỉ khá là uy tín cho anh em, thì anh em có thể vào đây để tìm kiếm sự may mắn. Nếu như anh em đang cảm thấy cuộc đời quá bế tắc, hãy bốc cho mình một cái ác 100k random, biết đâu đấy lại ngon anh em ạ. Ok. Rồi link shop thì mình sẽ để bên dưới để cho anh em tiện vào. Còn bây giờ thì bye bye, đừng quên là hãy đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nhá. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.